Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay ngày 28 tháng 9 ạ, em lên clip này là clip gia bếp hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng có vài cây thì hàng thanh lý chính hãng trong nhà máy ra anh chị. Trong giao trong video là em đã vệ sinh rồi anh chị. Còn mài bén thì em có mài 1-2 cây. Em test được mài bên em ạ. Bên em anh chị mua bên em đơn giao thì đơn trên 300 chuyển khoản em bao ship ạ. Ship code thì đồng giá 30.000 một đơn. Chuyển khoản thì một đơn là 15.000 ạ. Riêng đơn giao ha. Đây. Cái dao này với cái dao kia là nó sẽ dao này là thép carbon thì nó sẽ bén hơn, nhưng mà khi em test á, anh chị test giấy là nó gần như không phân biệt được. Với dao này nó cũng có hơi sượng một xíu nè. Đường lưỡi dao nó có sẽ hơi sượng một xíu. Test giấy thì nó sẽ phân biệt được, mình cắt thực phẩm thì không phân biệt được. Rất bén anh chị ha. Cây kia thì nó bén hơn một chút xíu thôi. Mã em lên hôm nay là mã N, mã đầu tiên là N1. Dài lưỡi là 19,5, rộng 4,6, dày 0,19 cm. Thương hiệu dập chìm, dao thái đa năng nha anh chị. Một lớp thép không rỉ, cán gỗ, 3 chốt. Ở gia đình mình xài 1-2 cây, tầm 2-3 cây như thế này là xài thoải mái nha. 200 N2, 150, thương hiệu dập chìm của hãng Kai, 150. Dài lưỡi là 16,7, rộng 4,4, dày 0,14 cm. Cán gỗ. N3, 150, thương hiệu dập chìm, Made in Japan, một lớp thép không rỉ. Cái đường này là đường vệ sinh bên em, vệ sinh dầu, khi mình mài thì nó sẽ hơi có bong bóng xíu anh chị. Chứ cái đường lưỡi nó bình thường đẹp. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,5, dày 0,15 cm. Cán gỗ. N4, 600 của Picasso Molybdenum, một lớp thép không rỉ, thép Molybdenum. Dài lưỡi là 21, rộng 4,1, dày 0,38 cm. Dao thái thịt thái cá đồ anh chị ha. Cây này lóc được luôn nè, mũi nhọn dài. Picasso thương hiệu dập chìm, thương hiệu lớn nổi tiếng. 600 khâu liền, cán gỗ phun tan, cây dao đẹp. Những cái dao bản như thế này anh chị không phải người ta xài nhiều đâu. Có nhiều cây em mua mà hàng mới thanh lý luôn, nó bản nhỏ xíu thôi, kiểu nó như vậy luôn. N5 207, thương hiệu dập chìm. Dao Nakiri, 3 lớp thép carbon. Dài lưỡi là 16, rộng 4,5, dày 0,45 cm. Khâu nhựa, cán gỗ. N6 380, dao này một lớp, dao 3 lớp thép không rỉ. Cây này dao 3 lớp nha anh chị, thương hiệu dập chìm, dao 3 lớp thép không rỉ. Dài lưỡi là 16,5, rộng 5,2, dày 0,2 cm. Bên Nhật thì người ta xài những cái dao Nakiri này, người ta sẽ xài để thái rau củ quả, người ta chuyên như vậy. Còn Việt Nam mình thì thích xài những Nakiri vậy thì thái đa năng luôn ạ. Khâu nhựa, cán gỗ, bản còn full bản nha anh chị. 380. N7 400, dao 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ, thương hiệu dập chìm. Ở trên này có một cái vết lõm một xíu nha anh chị. Vết này nó bám rỉ, nó hơi rỗ xíu. Thương hiệu phía sau này mới đúng nè. Thương hiệu khắc thủ công rất là đẹp, đường lưỡi vân rất là đẹp nha. Dài lưỡi là 16, rộng 4,7, dày 0,31. Ở trên này còn 0,15, 0,1 cm. Dao thủ công, đường lưỡi dao đẹp xuất sắc. Nakiri thủ công, khâu nhựa, cán gỗ. N8 1.200.000 Tosu, dao 3 lớp lõi thép VG5, dao 3 lớp Tosu vân búa 1.200.000. Dao mới thanh lý chính hãng.
Dài lưỡi là 16,7, rộng 4,4, dài 0,18 cm. Tay cầm kim loại bát giác. Thương hiệu này là thương hiệu rất là mắc tiền ha anh chị, rất là cao cấp. Tép không rỉ. N9 550 của Kaneyasu inox steel. Nó ghi inox vậy thôi thì nó sẽ chống rỉ nhiều hơn loại thép molybdenum, chứ nó không phải là dòng inox giống như Việt Nam ha anh chị. Nó vẫn là thép, vẫn rất là bén nha. 550. Dài lưỡi là 18,4, rộng 4,4, dài 0,18 cm. Khâu liền cán gỗ 3 chốt. N10 500. Thương hiệu dập chìm. Dao 3 lớp, đường vân lượn sóng. Thương hiệu dập chìm. Này của hãng Masahiro. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,7, dày 0,17 cm. Đường vân nó lượn sóng rất đẹp. Da 3 lớp, loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Khâu liền, cán gỗ đẹp. N11, 250, thương hiệu dập chìm. Da 3 lớp, loại thép carbon, ốp không rỉ. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,3, dày 0,16 cm. Cán của nó nè anh chị, cán đẹp. Khâu nhựa. Cán ở những chỗ này có vết nứt không ta? Nhìn cái vết này giống như vết nứt để xử lý keo ha anh chị. À, cây này có vết nứt nha, vết nứt xử lý keo. Nhưng những cái cán này vết nứt xử lý keo thôi, nhưng mà còn rất là chắc chắn ha anh chị. 32 chốt. N12 300. Thương hiệu Toyibro Lucky Wood. Brodus by Hamada Yoko 300. Tokyo Toyiro là lõi thép đa số là VG10 hơn chị. 300. Tay cầm của nó hoa văn nổi, tạo độ bám khi mình sử dụng luôn. Dài lưỡi là 14,4, rộng 4,5, dài 0,18 cm. Cái dao này thái thì nó hơi nhỏ nhưng vẫn thái ok nha anh chị. Dao này vẫn dùng thái thịt cá ok, hoa củ quả. N13 300. Da một lớp thép không rỉ, này của La Betola. Một lớp thép không rỉ. Loại này nó nặng, cái tay cầm của nó là bằng kim loại đặc luôn nè anh chị. Nó có ốp xung quanh nó là bằng nhựa cho nên nó nặng tay hơn. Dài lưỡi là 17,3, rộng 4,4, dài 0,25 cm. N14 80.000, da một lớp thép không rỉ của hãng Satake, một lớp. Dài lưỡi là 16,8, rộng 4,8, dày 0,17 cm. Cán nhựa. N15 150. Này của Titanium. Titanium là một cái dòng chất của nó rất là đắt tiền hơn chị. Chất rất là đắt tiền mà nó khó mài hơn so với thép bình thường, nhưng mà nó giữ bén rất là lâu. Tay cầm nhựa, dao nó sẽ rất nhẹ nha anh chị. Dài lưỡi là 15,9, rộng 4,1, dài 0,12. Nó nhẹ rất là nhẹ luôn. Anh chị mà xài ly hay là xài muỗng của Titanium là anh chị biết nó nhẹ mà cảm giác như cầm, chứ không cầm cái gì hết. N16, 150, Titanium luôn ạ. Forever. Những cái dao này nó cũng đắt lắm anh chị, bán 150 thôi. Dài lưỡi là 16,1, rộng 4,2, dài 0,14 cm. N17, lưỡi dao thép xanh, loại thép giấy xanh. Ốp không rỉ, 950, thương hiệu dập chìm. Bề mặt hoàn thiện Nasiri. 3 lớp loại thép carbon, thép giấy xanh. Cái này mài lên giấy xanh nha anh chị, chứ không có dập chìm giấy xanh. Dài lưỡi là 16,5, rộng 5, dài 0,35 cm. Ở trên là còn 0,2 cm. Thương hiệu dập chìm. N18 850, hoàn thiện Nasiri. 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ. Thương hiệu dập chìm, cái này hoàn thiện Nasiri nó đậm hơn xíu. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,8, dài 0,26 cm. Ở trên này còn 0,2 cm, da thủ công.
N19 300, dài lưỡi là 14,5, rộng 2,7. Này của Misono, thép molybdenum ạ. Thép molybdenum không rỉ. Khâu liền cán gỗ ạ. N20 300, thương hiệu dập chìm, thép molybdenum. Dài lưỡi là 12, rộng 2,4 ạ. Khâu liền cán gỗ full tan. N21 300, giá cây này là 650 nha anh chị. Số 6, cây này mới đẹp nó sẽ em bán 700, hàng mới nó tầm khoảng triệu mấy. Hình như em nhớ là phải triệu mấy á. Triệu rưỡi, 2 triệu gì đó, triệu rưỡi. Cái này nó bị bám rỉ, nó có vết xíu nha anh chị. Cái này là in mực da một lớp thép không rỉ, 300.000. Giờ mình thái đa năng, đập hành tỏi rồi băm rồi nha anh chị. Chặt gà về cũng được. Đây, cái bên này nó còn rổ nhiều quá, em sell thôi 600 nha. Này cây mới đẹp thì em sẽ bán 700. Cây này sell 600. Bị rổ nha anh chị. Hàng nhà máy thanh lý ra cán gỗ. Này của hãng Toyiro Fuji. N22 450, da một lớp. Này thượng thép nếp bông. Nó dập chữ vậy nè. Da một lớp thép carbon 450, bén và giữ bén rất là tốt. Này của giống Masahiro ta. Dài lưỡi là 21,6, rộng 4,8. Cây này dày tầm khoảng 0,2 ạ. Khâu liền cán gỗ. Cán có hơi hở nhẹ nha anh chị. Full tan 450 ạ. Những dòng này anh chị xài thái đa năng, thái rất là ngon nha anh chị. Nó mai mốt nó sẽ ngã màu kiểu như titan này nè. Nó ngã màu đen hơn tí xíu thì nó sẽ giữ bén rất là tốt. Anh chị xài những cái dòng này sẽ rất là ghiền luôn á. Rất là ghiền cái dao thép carbon luôn á. N23 nặng 289 á. 289 gram. Cây này 600. Này cũng thép carbon, thương hiệu dập chìm, còn hơi mờ á. Dáng mũi dài. Dài lưỡi là 26,7, rộng 4,9, dài 0,29 cm. Khâu liền cán gỗ full tan. Cái này cái cán cho nên cái cán nó dày dặn cho nên nó hơi nặng tay ha. 289 gram là nó cũng gần với cái dao băm, dao chặt kia rồi ạ. Anh chị này mà chịu xài mà thích xài dao carbon rồi á là không thích xài dao thép không rỉ đâu. Dao thép carbon nó ngã màu xíu thôi, dùng xong lấy khăn giấy lau khô là nó không có chảy vàng, nó không có bị tanh giống như mà dao nhíp xe mình xài mà mình thái đồ ăn đâu, nó không bị hôi đâu. Cái này nó rỉ vàng thì bình thường thôi chứ nó không có bị hôi. Còn dao thép không rỉ thì nó mài lên xài rất là ok nhưng mà nó không giữ bén bằng ha. N24 600, dao Kikuichi thép carbon luôn. Một lớp thép carbon nguyên khối, thép nếp bông. Dài lưỡi là 27, rộng 5,1, dày 0,21 cm. Thép nếp bông đây người ta gọi là thép Nhật Bản anh chị. Nó là thép thép của Nhật Bản, người ta đặt tên vậy luôn á. Khâu liền cán gỗ full tan. N25 600 ạ. Takoichi, thương hiệu dập chìm, da một lớp thép carbon. Cây này hơi rổ nhẹ ha anh chị. Takoichi nè, mà có 600 thôi. Thương hiệu lớn nha. Thương hiệu 5-7 triệu một cây. Hơi rổ nhẹ nha. Hơi rổ nặng. Dài lưỡi là 24, rộng 5, dày 0,23 cm. Rổ hai mặt luôn chị. Dòng thép carbon nó rất là bén. Dày 0,23. Dày dặn ha. Khâu liền cán gỗ full tan. N26 1 triệu 200 ạ.
thương hiệu Dập Chìm. Cây này kiểu như đề ba hai mặt nha anh chị. Dài lưỡi là 23,5, rộng 9,3, rộng 5,3, dài 0,36, nặng 330g. Dao này kiểu dao đề ba hai mặt, dài dặn ha, nó dài 0,36 lận, nó vút đều từ trên sống lưng xuống anh chị ha. Anh chị có thể thái mỏng được, băm được cái phần này, mình có thể chặt được, chặt đầu cá rồi ha. Làm cái này đa năng, làm xài rất là bền. Khâu liền cán gỗ full tan, dài dặn nặng tay. N27 950, Sugimoto, một lớp thép giấy trắng. Sugimoto cũng vài triệu một cây. Dài lưỡi là 21, rộng 4,2, dài 0,18 cm. Cây này cán nó hơi bị hở nha anh chị, cán hở khoảng 2-3 ly gì đó. Đây, khâu liền nói chung nó hở nhưng mà vẫn chắc chắn, nó ba chốt lắm. N28 700, thương hiệu Dập Chìm, da một lớp thép giấy trắng, dài lưỡi là 18, rộng 4, dài 0,14 cm. Khâu liền cán gỗ, cán này cũng bị hở nha. Sugi là dòng dao cao cấp rồi, sabun nữa anh chị. N29 sabun, thương hiệu Dập Chìm. Cây này dài lưỡi là 20,8, rộng 4,5, dài 0,18 cm. Khâu liền cán gỗ full tan. Dòng này thép không rỉ nha anh chị, có carbon nhưng mà rất là ít. N30 ạ, da ba lớp thép này, thép Bower High Speed nè anh chị, thép bột ạ, phát 20 ba lớp. Dòng này thép bột, dài lưỡi là 16,4, rộng 4,4, dài 0,28 cm. Thương hiệu Dập Chìm, cái này dính keo hả anh chị, chứ không phải rổ nha, dính keo lâu ra ha. Khâu liền cán gỗ full tan, cây này da mới thanh lý nhà máy ra nha. N31 da mới thanh lý nhà máy nữa. Tosu thép bột VG5 Superior Professional, da mới thanh lý, da ba lớp, dài lưỡi là 18, rộng 4, dài 0,18 cm. Này da mới cho nên nó chưa qua sử dụng đâu nha anh chị. Này nó thường nó bị lỗi đây nè anh chị, cái đường mép nè thường nó sẽ đều khoảng 2-3 ly à. Còn bên này á, nó không có được 2-3 ly, này nó được có này tầm có 1 ly 2 ly à, cho nên nhà máy thanh lý ha. Còn này là có vết nè, à keo luôn, vết keo luôn. Khâu liền cán gỗ full tan. N32 ạ, 1.500.000, này của Zico 2 inox molybdenum vanadium. Những cây này cũng 4-5 triệu một cây, hàng mới, cây này hàng mới thanh lý chính hãng. Dài lưỡi là 18, rộng 4,6, dài 0,18 cm. Cái đường lưỡi chỗ này nó hơi giỡn nhẹ nè anh chị, này mài nó sẽ hết nha, mài không sao hết. Hàng thanh lý cho nên nó sẽ có vết này vết kia. Khâu liền cán gỗ full tan, bên em là bán là một là hàng đã qua sử dụng, hai là hàng mới thanh lý kho, thanh lý chính hãng, thì giá nó sẽ mềm, nó mềm hơn so với nhà máy khoảng 1/3, 1/4. Còn với còn bên em thì nó không với nhập hàng Trung Quốc ha, giao Trung Quốc các đồ cũng vậy, các đồ mà đồ điện tử bên em bán nó có mắc in China nhưng mà tất cả đều là nhập bên Nhật về hết nha anh chị. N33 1.700.000, này của Misono OX10, thương hiệu Dập Chìm, thép Thụy Điển, một lớp thép không rỉ, dài lưỡi là 18,5, rộng 4,3, dài 0,2 cm. Khâu của nó rất là đặc biệt, dòng OX10 này Misono cán gỗ ạ.
hôm nay lên giao VIP nhiều. N34-800. Cây này thép giấy xanh, da 3 lớp loại thép giấy xanh. Dao này đã qua sử dụng, tuy nhiên đường lưỡi nó vẫn còn gần như nguyên hả anh chị. Dài lưỡi là 17,2, rộng 4,8, dày 0,21 cm. Thép giấy xanh, ốp không rỉ, cán gỗ, 3 chốt. Dao còn nguyên bản đẹp. N35-750. Thương hiệu khắc thủ công. Đường vân của nó nè anh chị. Vân búa, đường vân rất là đẹp. 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Dài lưỡi là 16,8, rộng 4,5, dày 0,15 cm. Cán gỗ. N36-450. Thương hiệu dập chìm anh chị, hơi rỗ nha. Dao thép carbon hơi rỗ. Đường lưỡi em mài nè. Đường lưỡi cũng có vài vết lấm tấm, khi mài thì em sẽ cố gắng hết sức để nó không bị sượng. Tại vì cái đường lưỡi sợ nó dính hột á. Nếu mà mài kỹ thôi, còn nếu mà dính hột mà nó sượng hoặc là nó dính hột to quá thì em sẽ báo cho anh chị sẽ bớt giá cây này ha. Tuy nhiên anh chị cắt giấy thì anh chị sẽ nhận ra, nhưng mà anh chị cắt thức ăn nó vẫn bén mượt, và cây này giữ bén rất tốt, còn full bản luôn anh chị. Cây này dài lưỡi nó là dài lưỡi nó là 19,5, rộng 4,5 cm, nó dày tầm 0,3, ở trên nó còn 0,2 cm. Khâu nó là khâu sừng, cán gỗ này hàng cũng cao cấp nha, nhưng mà nó hơi rỉ thôi. N37-1.000.000 ạ. Kikuichi, da 3 lớp loại thép, cây này loại thép carbon, ốp không rỉ, hoàn thiện Nasiri. Dài lưỡi là 16, rộng 5, dày 0,37 cm. Khâu nhựa, cán gỗ. Bên Nhật dù cho cái dao nó đẹp đến thế nào, cái hãng nó cao cấp thế nào thì cái cán nó vẫn làm bình thường. Cái cán, những cái hãng này nó thường nó sẽ không đầu tư về cán. Đa số người ta sẽ chọn mộc mạc để nó tung lên cái lưỡi dao cho nó đẹp á. Dài lưỡi là 16, rộng 5, dày 0,37, ở trên này còn 0,2 cm. N38 Usuba, thương hiệu dập chìm. Khâu sừng nè anh chị, 300 mà khâu sừng. Anh chị mua cái cán khâu sừng không cũng là 100, 150, 200 rồi ha. Usuba, một mặt dành cho tay phải, dao 2 lớp thép carbon. Thương hiệu dập chìm ạ. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,5, dày 0,4 cm. Ở trên còn 0,3. N40-39-450. Này dao của Global, hàng mới thanh lý chính hãng nha anh chị. Không có logo ạ. Dài lưỡi là cây này 450. Dài lưỡi là 18, rộng 5,1, dày 0,22 cm. Cái cây này là hàng mới thanh lý. Nó sẽ thanh lý theo từng giai đoạn anh chị. Nó có giai đoạn thì cái đường lưỡi nó sẽ mịn, nó sẽ mài mịn như thế này. Tức là khi người ta dập cái phôi ra, người ta sẽ hạ mép từ từ, hạ mài từ từ. Thì lúc nào lúc đầu mài á, mài phá, lúc nào người ta cũng sẽ mài cái đường nó sẽ dày hơn, nó sẽ cộm hơn, nó thô hơn. Còn đến khi mài hoàn thiện, người ta mới mài đường mịn hơn nha anh chị. Cây này nó mài hoàn thiện rồi, cái đường của nó mịn hơn. Những cái dao mới thì cái đường mài nó cũng sẽ mịn hơn xíu nữa. N40-700 ạ, nặng 259 gram. Trên lưỡi bị bám rỉ. Dài lưỡi là 24, rộng 5,3, dày 0,29 cm. Dao thái đa năng. Cái này nó mài vuốt đều từ trên xuống ha, nó không có bớt. Như những cây này nè anh chị để ý nè. Ở trên xuống nó sẽ bằng nè, xuống đây là nó sẽ bớt. Nó bóp lần xuống từ đoạn này thôi. Còn những cây mà nãy em hơi quay á, thì nó sẽ mài đều xuống dần xuống. K
cây đề ba hai mặt này cũng vậy nè, người ta sẽ mài đều xuống hết, cho nên khi mình thái mình không bị thái mỏng, mình không có bị cộm lại. Dài lưỡi là 24, rộng 5,3, dài 0,29. Tay cầm kim loại, những cái lỗ này nè, nó sẽ tạo độ bám. Những cái hàng mà hàng giả anh chị, những cái lỗ nó sẽ nhỏ hơn, cảm thấy nó công nghiệp hơn. Cái lỗ này cảm thấy nó thủ công hơn chị. N41 950, dao thái chặt băm, một lớp thép carbon, 360g. Cây này không có logo ạ, hơi rổ nha anh chị. Dài lưỡi là 22, rộng 8,7, dài 0,24, nặng 360g. Chặt thái băm đập. Tay cầm kim loại, tay cầm gỗ. Xin lỗi anh chị ha. Cây lưỡi dao hơi bị rổ nha, nhưng mà chất thép rất là bén. Nó cũng mài vuốt đều từ trên xuống. Dòng này thì dùng đa năng, chặt thì chặt gà vịt thôi nha anh chị. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.